Dịp nghỉ lễ năm nay, anh Vũ Văn Quế, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội ra Hà Nội đúng thời điểm chuẩn bị đại lễ Phật đản. Vì vậy, anh lựa chọn đi chiêm bái tại chùa để cầu bình an cho gia đình và người thân. Đến chùa, hầu hết người dân và Phật tử đều tuân thủ đeo khẩu trang. Nói chung là chắc năm nay cũng do nó còn dịch nên nó cũng không được đông ấy. Thì đi thấy ai cũng đi cũng đeo khẩu trang đồ để đi vô thì cũng ngồi cách xa nhau rồi theo cái quy định của nhà nước, không tập trung đông người lắm. Mấy ngày nay ngày nghỉ tôi có bớt chút thời gian để đến chùa để cầu xin bình an cho gia đình cũng như là sức khỏe cho gia đình và người thân. Và tháng này cũng là tháng Phật đản nữa. Nghi lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ Phật đản hàng năm. Vì vậy, các chùa cơ sở tự viện trong cả nước thành kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, trang nghiêm tôn kính Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni theo nghi thức tắm Phật truyền thống tại các cơ sở tự viện. Đối với Phật tử, đi lễ chùa mùa Phật đản ngoài dâng nén tâm hương thành kính lên Tam Bảo còn mong muốn thực hiện nghi thức tắm Phật. Khi tắm Phật thì chúng tôi thường là múc 3 gáo nước, hoa thơm nhà chùa đã để sẵn đó và dưới lên thân hình của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng trưng hồi còn Phật mới ra đời, một ba ly ba cái gáo nước nhỏ đó để muốn đi nói đi là mình không chỉ tắm Phật mà chính là tắm rửa cái thân tâm của mình, diệt trừ cái ba nghiệp tham sân si của chính mình. Bởi vì là ngày lễ Phật đản mà, trên là ai cũng hướng tâm đến lễ Phật cho nó bình an, cho gia đình, cho xã hội. Ngày lễ Phật đản cùng nghi thức tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong xã hội Việt Nam. Đối với Phật tử, đây là dịp để thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật. Năm nay, thời gian tổ chức đại lễ Phật đản từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch, chính lễ Phật đản đúng ngày 15 tháng 4 âm lịch, 7 tháng 5 năm 2020.